90 câu nói của Jim Rohn sẽ giúp bạn hành động nhanh hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Jim Rohn là một diễn giả về phát triển bản thân và tạo động lực hàng đầu trên thế giới. Bên cạnh đó, ông còn là thầy của rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác như McAhart, nhà sáng lập Herbalife và diễn giả Anthony Robbins, đồng thời có ảnh hưởng sâu sắc đến Ray Toxie, Jack Canfield và T. Harker. Ông cũng là tác giả của rất nhiều đầu sách được yêu thích như 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc, 4 mùa cuộc sống, triết lý cuộc đời. Trong video của ngày hôm nay, mỗi ngày một trang sách xin được tổng hợp lại 90 câu trích dẫn hay nhất, tâm đắc nhất trong các cuốn sách của ông để chia sẻ đến các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe. 1. Kỷ luật là cầu nối giữa các mục tiêu và hoàn thành. 2. 4 câu hỏi quan trọng trong cuộc đời bạn. Tại sao bạn cần phải cố gắng? Tại sao không? Tại sao không phải là bạn? Và tại sao không phải bây giờ? 3. Tất cả chúng ta đều phải chịu một trong hai điều: nỗi đau của kỷ luật hoặc nỗi đau của sự hối tiếc. 4. Nếu muốn thì bạn sẽ tìm cách. Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do. 5. Kỷ luật là nền tảng mà tất cả thành công được xây dựng. Thiếu kỷ luật chắc chắn sẽ dẫn đến sự thất bại. 6. Những lời khẳng định rất quan trọng, nhưng khẳng định mà thiếu đi kỷ luật chính là sự bắt đầu của ảo tưởng. Như Shakespeare có nói, lỗi không thuộc về những vì sao mà ở ngay trong bản thân của chúng ta. Mơ về tương lai rồi hãy thiết kế nó, bắt đầu từ chính bạn bằng việc phát triển những kỷ luật mới. 7. Nếu không có mục tiêu thì chúng ta sẽ chẳng biết phải đi đâu về đâu cả. 8. Nếu bạn không thiết kế kế hoạch sống của riêng bạn, rất có thể bạn sẽ rơi vào kế hoạch của người khác. Nếu bạn tiến về phía tôi một bước, tôi sẽ tiến về phía bạn một bước. Nếu bạn tiến về phía ước mơ một bước, ước mơ sẽ tiến về phía bạn một bước. 10. Để giải quyết bất kỳ vấn đề nào, đây là 3 câu hỏi để tự hỏi mình. Thứ nhất, những thứ tôi có thể làm là gì? Thứ hai, những điều tôi có thể đọc là gì? Và thứ ba, tôi có thể hỏi ai? 11. Đừng ước rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, hãy ước bạn tài giỏi hơn. Đừng ước rằng bạn sẽ có ít rắc rối trong cuộc sống, hãy ước bạn có nhiều kỹ năng hơn. Đừng ước cuộc sống của bạn có ít thử thách, hãy ước bạn khôn ngoan hơn. 12. Để hấp dẫn những mẫu người hấp dẫn, bạn phải là một người hấp dẫn. Để hấp dẫn những người có sức mạnh, bạn phải là một người có sức mạnh. Để hấp dẫn những người trung thành, bạn phải là một người trung thành. Thay vì tìm kiếm những người như thế, hãy thay đổi chính bản thân mình và rồi bạn sẽ hấp dẫn họ. 13. Hãy chọn hành động, đừng chọn nghỉ ngơi, chọn sự thật, đừng chọn ảo tưởng, chọn một nụ cười, đừng chọn một cái nhíu mày, chọn tình yêu, đừng chọn thù hận, chọn những điều tốt đẹp trong mọi việc và chọn thời cơ cũng như cơ hội để làm việc. 14. Cuộc sống của bạn có đi lên hay không? Tất cả nằm ở những cuốn sách bạn đọc và những người bạn gặp. 15. Thảm họa kinh tế bắt đầu với một triết lý làm ít hơn và muốn nhiều hơn nữa. 16. Hãy lập ra các mục tiêu rồi sau đó hành động dựa trên chúng. Viết ra ý tưởng ra giấy, cũng giống như xây nhà, bạn cần hoàn thiện bản vẽ trên giấy trước. 17. Nếu bạn thay đổi, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi cho phù hợp với bạn. Đừng chờ đợi mọi thứ sẽ thay đổi cho bạn, nó sẽ không thay đổi. Thay đổi chính bản thân mình và mọi thứ sẽ thay đổi theo bạn. 18. Hãy học loài kiến, kiến không bao giờ từ bỏ. Kiến nghĩ tới mùa đông khi đang là mùa hè và luôn làm việc chăm chỉ. Hãy cẩn thận vào mùa hè và đừng xây dựng cái gì trên cát. 19. Hãy tìm kiếm cơ hội, đừng bỏ lỡ cơ hội. 20. Chúng ta không nhận được gì từ thời gian, chúng ta nhận được những gì mà chúng ta đã làm trong thời gian đó. 21. Nếu bạn làm việc chăm chỉ vì công việc của bạn, bạn sẽ chỉ đủ tiền để sống. Nhưng nếu bạn làm việc chăm chỉ cho chính bản thân bạn, bạn sẽ có một gia tài. 22. Học tập là sự khởi đầu của sự giàu có. Học tập là sự khởi đầu của sức khỏe. Học tập là sự khởi đầu của tâm linh. Tìm kiếm và học hỏi là nơi mà quá trình tất cả những điều kỳ diệu bắt đầu. 23. Đừng chỉ học những thứ dễ dàng. Bạn có thể được giải trí, nhưng bạn sẽ không bao giờ phát triển. 24. Nếu bản thân không có giá trị, bạn sẽ không tìm kiếm được nhiều tiền. Trở thành con người có giá trị là chìa khóa để thành công. 25. Giáo dục chính quy sẽ giúp bạn kiếm sống. Tự học sẽ giúp bạn giàu có. 26. Sau khi đã trở thành triệu phú, bạn có thể cho tất cả tiền của mình đi. Làm không thương tiếc. Bởi vì tiền bây giờ không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng là khối óc của bạn đã được rèn luyện trong quá trình trở thành triệu phú. 27. Lời khuyên là hãy chủ động, lựa chọn thái độ đúng đắn để đối mặt với cuộc đời. 28. Nó quyết định xem ta có đọc hay không, cố gắng hay từ bỏ, tự trách mình hay đổ lỗi cho người khác khi gặp thất bại. Nó quyết định việc ta nói dối hay nói thật, chần chừ bước tiếp hay rút lui. Nó chính là thái độ. Thái độ là cái quyết định sự thành bại của bản thân chúng ta. 29. Hãy coi quá khứ là trường học và bước tới tương lai với sự háo hức. 30. Một mục tiêu tốt đẹp của lãnh đạo là để giúp những người đang làm kém để làm tốt hơn và giúp đỡ những người đang làm tốt để làm tốt hơn nữa. 31. Hãy chăm sóc cơ thể của bạn. Đó là nơi duy nhất bạn phải sống. 32. Vấn đề không nằm ở giá của cuốn sách. Vấn đề nằm ở giá mà bạn sẽ phải trả nếu không đọc nó. 33. Hạnh phúc không phải là một cái gì đó bạn trì hoãn cho tương lai. Nó là cái gì mà bạn thiết kế cho hiện tại. Hãy hạnh phúc ngay bây giờ. 34. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những gì chúng ta học, bởi những gì chúng ta biết và bởi những gì quyết định ở nơi chúng ta. 35. Động lực là thứ giúp bạn bắt đầu. Thói quen là thứ giữ cho bạn luôn tiến bước. 36. Cuộc sống được tạo ra để bạn nhận ra những gì bạn xứng đáng chứ không phải là những gì bạn muốn. 37. Hãy nỗ lực cải thiện bản thân nhiều hơn, nỗ lực làm công việc của mình. Giàu có không phải là thứ bạn chạy theo, mà là thứ bạn hút về phía mình. 38. Trong cuộc đời có một số ít sự việc tạo nên 80% sự khác biệt. Hãy liên tục tìm kiếm sự việc tạo nên nhiều sự khác biệt nhất. 39. Đây là lý do tại sao rất nhiều người không thành công. Họ chỉ chú tâm vào những việc vụn vặt. Họ dành quá nhiều thời gian vào những việc không mang lại hiệu quả. 40. Hãy canh gác cánh cửa tâm trí. Vì chúng ta trở thành thế nào chủ yếu được quyết định bởi những người chúng ta gặp, những sự kiện chúng ta tham gia, những cuốn sách chúng ta đọc và lối sống mà chúng ta lựa chọn. 41. Mạnh mẽ nhưng không khiếm nhã, tốt bụng nhưng không yếu đuối, dũng cảm nhưng không phải là kẻ bắt nạt, khiêm tốn nhưng không nhút nhát, nghĩ kỹ nhưng không lười biếng, tự hào nhưng không tự mãn, hài hước nhưng không điên rồ. 42. Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Bạn có thể nhận được nhiều tiền hơn, nhưng bạn không thể có được nhiều thời gian hơn. 43. Bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân. Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, các mùa hoặc gió, nhưng bạn có thể thay đổi chính mình. 44. Giá trị lớn trong cuộc sống không phải là những gì bạn nhận được. Giá trị lớn trong cuộc sống là những gì bạn trở thành. 45. Khi chia sẻ một ý tưởng với 10 người thì họ sẽ nghe được nó một lần, nhưng bạn sẽ được nghe 10 lần. Có nghĩa là bạn được lợi nhiều nhất từ việc chia sẻ đó. Nếu điều gì đó có ý nghĩa với bạn, hãy tìm cách chia sẻ. 46. Lời nói của bạn tạo ra giấc mơ để ai đó có thể hiểu được nó, để ai đó có thể nhìn thấy nó, để ai đó có thể hành động. Đó chính là vai trò của bạn. 47. Nếu có 2 hoặc 3 người đồng thuận về một mục đích, không có gì là không thể. 48. Ý tưởng tốt là ý tưởng mà bạn dành thời gian để nghiền ngẫm. Ý tưởng là thứ rất vi tế. Chúng ta chờ những người nỗ lực tìm kiếm chúng, và trừ khi nỗ lực tìm kiếm, còn không thì chúng mãi mãi ẩn hình. 49. Lợi nhuận thì tốt hơn tiền lương, vì tiền lương giúp bạn trang trải cuộc sống bình thường, còn lợi nhuận sẽ tạo ra cho bạn sự giàu có. Lợi nhuận bằng giá trị nhân với thời gian, nhân với quy mô. 50. Những bức tường mà bạn dựng nên xung quanh mình có thể giúp bạn tránh được sự đau khổ, nhưng chúng cũng ngăn bạn có những niềm vui. 51. Bạn phải thường xuyên hỏi mình những câu hỏi sau: mình đang ở gần ai? Họ đang làm gì mình? Họ khiến mình đọc những gì? Họ khiến mình nói những gì? Họ khiến mình đi đâu? Họ khiến mình nghĩ những gì? Và quan trọng nhất là họ khiến mình trở thành gì? Rồi tự hỏi mình một câu hỏi lớn. Như vậy có được không? 52. Giá trị là sự đơm hoa kết trái của nỗ lực, chứ không phải hy vọng. 53. Nếu bạn nghỉ ngơi quá lâu, cỏ dại sẽ bao trùm khu vườn. 54. Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có, trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước. 55. Gia đình và tình yêu của bạn phải được chăm sóc như một khu vườn. Thời gian, nỗ lực và trí tưởng tượng phải luôn được dùng đến để giữ bất cứ mối quan hệ nào sum suê và phát triển. 56. Ngay khi bạn biết được mình muốn gì trong cuộc sống, hãy nỗ lực hết mình để đạt được nó. Bạn chỉ được sống cuộc đời của mình một lần. Vì vậy, hãy cho đi tất cả và đừng nhìn lại. 57. Hãy bỏ bữa nếu cần thiết, nhưng đừng bỏ qua một cuốn sách. 58. Cha tôi luôn dạy tôi phải làm nhiều việc, nhiều hơn mức mình được trả công, vì đó giống như một sự đầu tư cho tương lai. 59. Những ngày tồi tệ nhất của những người yêu thích công việc mình làm vẫn tuyệt vời hơn những ngày tốt đẹp nhất của những người không như vậy. 60. Đích đến của bạn không thể thay đổi sau một đêm, nhưng hướng đi đến đó thì có thể đấy. 61. Lời khuyên sáng suốt nhất mà tôi biết về chủ đề tập trung là: dù đang ở đâu, hãy ở đó. Làm ra làm, chơi ra chơi, đừng vừa làm vừa chơi. 62. Hãy học cách biến sự khó chịu thành sự phấn khích. Khi phấn khích với cuộc sống, bạn sẽ học được nhiều hơn là khi bạn khó chịu với cuộc sống. 63. Nếu bạn bỏ 5 phút để than vãn thì bạn đã lãng phí 5 phút đó. Nếu bạn tiếp tục than vãn thì sớm thôi bạn sẽ bị đẩy đến một sa mạc khô cằn, và ở đó bạn sẽ uất nghẹn vì bụi cát của nỗi hối tiếc. 64. Nếu bạn nỗ lực hướng tới những mục tiêu của mình, những mục tiêu đó sẽ nỗ lực hướng tới bạn. Nếu bạn nỗ lực hướng tới những kế hoạch của mình, những kế hoạch đó sẽ nỗ lực hướng tới bạn. Bất kể điều gì tốt đẹp mà chúng ta gây dựng, cuối cùng đều sẽ quay lại gây dựng chính chúng ta. 65. Ngu dốt không phải là niềm vui. Ngu dốt là nghèo khổ. Ngu dốt là phá hoại. Ngu dốt là bi kịch. Và ngu dốt là bệnh tật. Tất cả đều nảy sinh từ ngu dốt. 66. Đừng đọc sách và bắt chước theo. Hãy đọc sách và học hỏi. 67. Mỗi ngày đều đáng giá. Khi bạn tiêu phí một ngày, bạn mất một ngày. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng mỗi ngày một cách khôn ngoan. 68. Chúng ta trưởng thành nhờ hai loại kinh nghiệm: niềm vui chiến thắng và nỗi đau thất bại. 69. Cách tốt nhất để tận hưởng cuộc sống là hoàn thành một mục tiêu, đồng thời bắt đầu thực hiện một mục tiêu tiếp theo. 70. Tất cả những người thành công mà tôi từng tiếp xúc đều là những người đọc giỏi. Họ đọc và đọc. Chính sự tò mò của họ đã thôi thúc họ đọc. Họ chỉ đơn giản là phải hiểu biết. 71. Một phần của thành công là học được cách bảo vệ những gì bạn đã tạo ra. 72. Người nghèo chi tiêu tiền bạc của mình và tiết kiệm những gì còn lại. Người giàu tiết kiệm tiền bạc của mình và chi tiêu những gì còn lại. 73. Ảnh hưởng của những người quanh ta rất mạnh mẽ, rất tinh vi, rất chậm rãi đến nỗi chúng ta thậm chí thường không nhận thấy rằng mình bị ảnh hưởng. 74. Lắng nghe là phương pháp tuyệt vời để học hỏi. 75. Lặp đi lặp lại là mẹ đẻ của kỹ năng. 76. Động lực không thôi chưa đủ. Nếu bạn có một gã ngốc và bạn truyền động lực cho gã, thì bạn sẽ có một gã ngốc tràn đầy động lực. 77. Công thức của thảm họa là: có thể làm cộng nên làm cộng không làm. 78. Tôi từng nói mọi thứ đắt quá. Thầy của tôi đã khiến tôi tỉnh ngộ khi ông nói: vấn đề không phải là đắt mà là em không có đủ tiền mua. 79. Bạn sẽ không để người khác xô bạn ra khỏi con đường bạn đang đi, nhưng bạn có thể để họ huýt nhẹ bạn từng chút một mà không hề nhận ra. 80. Lý do tôi chi nhiều tiền mua nhật ký là để ép mình tìm ra những thứ có giá trị để viết vào. 81. Kiếm tiền nhiều nhất có thể và càng nhanh càng tốt. Bạn càng sớm không phải bận tâm về tiền bạc, bạn càng sớm có thể giải quyết những vấn đề còn lại trong lối sống. 82. Chúng ta có thể có nhiều hơn những gì chúng ta đang có vì chúng ta có thể trở thành con người tốt hơn con người chúng ta hiện tại. Thử thách lớn nhất là trở thành tất cả những gì bạn có khả năng trở thành. 83. Hãy nhớ rằng vài lần sao lãng trong một tuần có thể mất đến cả năm để cứu vãn. 84. Tôi đã từng nhìn vào tiền lương của mình và hỏi, đây là tất cả những gì công ty có thể trả à? Thầy tôi nói rằng, không, Ron, nhưng đó là tất cả những gì cậu xứng đáng. Tôi như được khai sáng. 85. Kiên nhẫn nghĩa là bạn sẽ đứng lại khi những người khác bỏ đi. 86. Đừng chỉ cố gắng một lần, hãy tiếp tục cho đến khi thành công. Một đứa trẻ cố gắng bao lâu để đi được? Câu trả lời là cho đến khi nó đi được. 87. Việc trả giá sẽ giúp bạn thay đổi người đó. Người không được giáo dục muốn có được những thứ không phải trả giá hoặc họ muốn chúng rẻ mạt. Nếu bạn có được những điều gì đó mà không mất gì thì bạn có thể là chẳng là gì cả. Nếu bạn muốn nó rẻ thì bạn cũng có thể rẻ mạt. 88. Hãy cẩn thận với những gì bạn sẽ trở thành khi theo đuổi những gì bạn muốn. 89. Những người thành đạt có các thư viện, phần còn lại có tivi màn hình lớn. 90. Thật thương thay cho người biết mình thích nhất nhà hàng nào, nhưng không thích nhất một tác giả nào. Anh ta tìm thấy nơi ưa thích nhất để tẩm bổ thân thể, nhưng không có nơi để tẩm bổ tâm hồn.